chào cả nhà ha. Cả nhà ơi, hôm nay mình có mình xả trong tủ lạnh nha, có miếng da đầu heo nè. Với lúc trước cũng còn cái giò trường bò với cái này lá sách bò nè. Cho nên là giờ mình luộc mình cuốn bánh tráng nha cả nhà. Mà mình không có đi chợ cho nên là không có rau gì hết. Giờ mình đi ra vườn mình kiếm rau dấp cá rồi vô mình cuốn ăn. Có chà mắm nêm mà cũng không có khóm luôn nữa. Giờ mình làm chanh tắc gì luôn là ăn rồi đỡ luôn đi. Không có con đi mua khóm. Ở gần nhà mình thì có bán khóm nhưng mà không có bán rau. Thôi mình đi ra vườn mình kiếm rau vô mình ăn. Cái này mình cũng sơ chế hết rồi. Mình luộc với nước dừa nha cả nhà. Bây giờ mình đi chặt dừa. Cái nhà dừa này nhỏ nhỏ nè mà người ta không có mua. Rồi mình đem vô mình uống. Rồi hôm qua mình cũng có làm mứt mới nữa. Wow, nước ngọt không? Nhớ xíu gì người ta đâu có mua đâu. Mà nó cứng nè. Dừa làm mứt lắm, hôm qua làm mứt có từng. Mình chặt ba trái đi, vô mình luộc thịt thì mình để nước thêm chứ nước dừa không không đủ. Để cho mẹ ông chặt à, không cho ra khô. Rồi có nước dừa nó ngon ngọt. Còn mấy quầy luôn, mấy quầy nhỏ nhỏ gì nè. Bây giờ mình vô mình luộc cái này. Tại vì nước dừa không thì nó không có đủ. Bây giờ mình cho nước dừa vô cái nồi nước sau mình bắt nè. Tí muối. Mình cho vô tí bột ngọt. Rồi mình cho vô củ hành tây này với củ gừng mình đập dập nè, mình cho vô. Bò này thì nó lâu hơn thịt heo cho nên là giờ mình luộc bò trước. Rồi heo thì mình để chút nào bò nó mềm thì mình hay bỏ heo vô. Cái này là díu bò. Lâu lắm rồi vẫn còn nè, hôm Tết ăn còn như đó. Vậy giờ mình đi hái rau cái này. Bún này nó cũng rã ra nè cả nhà. Mình cho ra cái gỗ này cho nó ráo. Lát mình ăn. Cái gì mình hái lấy chứ giờ không có đi chợ. Hái rau đứt cái. Nó muốn là còn nhỏ quá, nó bự nhỏ mình ăn được. Nó đậu lên bò thì lên chín chà cặn xong một xíu rồi ta. Đánh nhất rồi. Đâu? Thấy đâu? Ờ. Này đậu bún mình trồng có trái hết rồi này cả nhà. Cái non xèo. Hả? Đi theo mẹ. Mình ra đây mình cắt rau giúp cá nè cả nhà. Giờ mình cắt vô đặng mình lựa cái nào ngon thì mình ăn chứ giờ không có rau ăn đỡ. Ở chợ thì nó cũng bán mấy loại rau này thôi mà ăn thì nó cũng độc. Mà độc là độc chứ không có cũng ăn. Mà tại hôm nay mình không có đi chợ. Sẵn nhà có nằm cắt không có tốt cả nhà. Nhưng mà mình cắt thì nó mới lên tốt. Chứ mình để như vậy thì nó không có tốt. Lâu lâu mà mình không có ăn gì cái mình cũng cắt bỏ cho nó lên. Nhiều lắm. Cắt nó lên tốt. Mình không cắt nó đâu lên. Nửa gỗ. Cái này nó cắt ra cái xíu còn nhiều. Rau này ăn tốt mà chị bệnh. Ai học ngu ăn cũng hết. Ok à.
con người ra mà vậy. Nhiều quá nè. Tắt này nó vào bánh tốt. Ơi. Ở đây có cây hôm nè. Mày chưa tính. Mẹ thấy rồi, nè. Thấy rồi. Đây. Giờ mình hái mấy cái tắc này nè. Vô để mình hay coi nè. Thấy rồi. Hay coi nè. Thấy rồi. Hay coi nè. Mẹ không. Rồi đó đó. Mẹ rồi mẹ thấy à. Hái mấy cái tắc này vô mình có làm gì làm. Gái không đi mua trái thơm thì mình làm bằng tắc luôn. Ừ, con đi mà. Mình lên mình đâu. Ây da. Ây da. Ôi cái mấy con quế này. Oh, mình quế. Nhà mình có gì mấy ăn mấy cái giọng. Ở đây cũng có cái cá nè. Cắt quế đi. Mẹ cắt nguyên nhành luôn hả? Cắt này nó mẹ chịu đắp cắt luôn. Ok. Mẹ nói nè. Giờ mình vô đây mình thấy ngồi ghế quyền thoại của mình nha cả nhà. Mình thích ăn ngồi ghế đó. Cho nên là mình chọn ngồi ghế nè. Cây mình nhỏ mình ăn. Mấy cây cải đây đâu mất tiêu rồi. Cái nào? Mẹ nhỏ rồi. Dở lên bông rồi nè. Ngồi ghế lên bông rồi nè. Ô bằng đẹp chi à? Nhớ tiêu. Bây giờ mình nhỏ mình ăn. Mình tiếc lắm cả nhà, mình ăn ít ít thôi mình cũng dám ăn nhiều nữa, mình để cho nó nhiều. Vậy cái mình cũng có xạ vô nữa nè. Đó là quý á. Mới xạ đó, nó lên như vậy ha. Rồi xong rồi mình nhỏ mấy cọng lớn mình ăn, là mấy cọng nhỏ nhỏ nó sẽ lớn lên. Quỳ ơi. Quyền chơi đi, con bé lâu. Con không biết con mua chi. Nè này mẹ chồng lá cẩm cho đây nè, giờ tốt nè. Bên kia con thấy có mấy cái cây cải rắn nữa mà. Nè Quyền chơi đi. Mấy cây cải rắn. Ủa gì vậy? Mày cải xanh chứ cải rắn vậy? Cái xanh hả? Từ cải đắng. Mình có mấy cây cải nữa nè cả nhà. Mình trồng lâu lắm rồi, giờ nó còn có hai cây. Nhớ lúc trước mấy cây lần mẹ 4-5 cây mà. Gà nó mổ quá. Hai. Không có gào lên gà nó mổ luôn. Mẹ ơi. Mấy cái cẩm này nó cũng tốt rồi. Về cái đậu rồng này luôn cả nhà. Mình chấm à. Thấy mấy cái bự bự nè. Ơi đừng. Mẹ ơi. Coi chừng ché mừng nha. Rồi ché nó sầu hả? Chịu vô. Quỳ ơi, dục nha. Mình hái ba cái. Nó dục cái rô bít kìa. Đâu. Nhiều à, nhiều rau cũng nhiều thứ lắm mà. Bây giờ mình lật rau mình rửa cái này. Là cải xanh mà con gái mình gọi là cải đắng. Tại nó đắng đắng. Xong mình rảnh mình đưa bé đi học, rảnh mình kiếm cái trà vô mình cầm cho cái đậu que nó bò. Hai thấy nó cũng bò rồi mà xong ốm nhắc. Ở nhà mình trồng á, cái nhà mình trồng rau đồ á, mình không có tưới phân, không có tưới miếng phân nào luôn á, mình chỉ có tưới nước cơm á. Nước cơm do mình chắc á, rồi cái mình ủ vô trong cái lô xô nè, giống như mình ủ một xô nước cơm vậy nè.
nấu vậy đó 3-4 ngày cái nó chua chua lên á, cái mình để vô cái thùng á, thùng dồi á, mình tứ. Còn là mình tứ bằng nước cơm gì không á, chứ mình không có tứ khoan. Cứ sau nhà mình cũng có con nít á, cho nên mình không dám xịt thuốc, mình xịt thuốc sợ nó ra vô nó đi chơi á. Cho miếng muối vào ngâm cho nó chết sâu. Rồi mình cũng rửa xong rồi cả nhà. Giờ mình vô mình làm nước chấm. Mình cũng được chết hôm rồi cả nhà. Gái mình nó cũng mới đi mua nè, giờ mình trẻ nó ra để mình xạo, mình lấy cái nước để mình làm bánh nem. Rồi mình cạo vô đây. Nạo thơm xong rồi cả nhà. Mình cho vô đây một miếng bột ngọt. Một tí thôi. Nửa muỗng nhỏ thôi. Mình cho vô 2 muỗng đường. Nước sôi luôn, nước đun sôi cả nhà. Mình cho vô đây một miếng nước đun sôi. Mắm nêm mình cũng mới có đun sôi lên để cho nó chắc ăn cái bụng á. Mình cho tỏi ớt vô. Chừng bò này nó cũng được cỡ tầm nửa tiếng rồi đó. Giờ mình cho cái da đầu heo vô. Mình cho cái da đầu heo vô đây, mình luộc. Chừng nào nó chín da đầu heo này là mình lấy ra ăn được rồi. Tại vì bò thì nó sẽ lâu hơn heo. Thôi mình luộc trước. Cái nè, cái này nó cũng mềm rồi. À, da đầu heo này nó cũng mềm rồi, giờ mình gấp. Da đầu heo mau mềm. Cái này. Yeah. Tôm mắm nêm đó lấy 2 cái chén ra rồi múc vô 2 cái chén. Chui vô trong này. Chào cả nhà nha. Chào ông bà cô chú. À, cả nhà ơi mình cả nhà ơi, mình da đầu heo với dồi trường bò cũng xong rồi. Giờ mà cả nhà cúng bánh tráng với 2 mẹ con nha. Cảm ơn bà cô chú cúng bánh tráng. Hơi nhiều nó không xong. Chào cô chú ăn với dạ, rồi chào đi. Xin chào cô chú ơi, trời robot ơi đang coi. Dai thì ăn bò, ổng ăn heo á, để ăn bò la dai à, vô leo rồi. Mẹ ơi, thấy nghe tiếng không? Không. Quyền ngào. Không. Đã hay nha. Chào cô. Bó bò cơ coi. Nghe không? Nghe. Yeah. Ủa? Mày cả nhà ăn miếng lá sách bò luộc nha. Tấm mắm đêm nha. Ăn không nữa. Bò chùa. Cả nhà ăn miếng bánh tráng cuốn da đầu heo nha. Mẹ. Đây là chăn ngầu. Để nướng nước chăn ngầu. Được. Nhưng mà ba không có uống nữa. Uống nước dừa kìa. Ba bị bệnh, ba đã hỏng, ba không được uống nước đá. Bị dục rồi hả? Ừ. Dục lâu rồi dục. Chị ra hỏi. Đây. Đây nè, bông mới ấy cây hút rồi nè. Mà sao uống miếng
Cho uống miếng. Hồi nãy cô mới thấy hút rồi nè. Cho uống miếng. Đúng chưa? Hôn miếng rồi. Hôn cái mày ăn đó. Trời ạ. Không chắc. Cái này không chắc. Trời ơi chắc mà còn nguyên nguyên. Lỗ tai. Dạ, thử miếng này thử một chặt. Ăn chung với rau này kia mới được chứ ăn riêng nữa sao ăn được. Mà cái nhà ăn miếng lỡ tay heo luộc nha. Đây nè, tôi quýt nãy nóng quá rồi nè. Rồi. Nóng nóng là sao? Tan chảy, nóng là tan chảy. Nè. Nó đang chảy màu à. Nó đang chảy màu à. Ăn nó rồi không? Mẹ ơi. Đây, thấy đang chảy màu không? Ăn nó rồi không? Bây giờ mẹ nói ứ ừa luôn. Mẹ ơi, nó nói nè. Hồi nãy để đu bếp nóng nóng chảy ngước màu á. Tao không hiểu rồi đó. Trời ơi nó còn gói hơn nữa. À, cả nhà ơi, hai mẹ con ăn lỗ tai heo luộc cuốn bánh tráng này cũng đã xong rồi. Cả nhà mà có xem được video á, xin cho một like và một lượt đăng ký và bấm vô cái chuông để hàng ngày mình up lên clip mới, nó sẽ báo về điện thoại cho cả nhà xem nha. Mẹ. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha, bye bye. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye cô chú.